Theo luật giáo dục năm 2019, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố lập hội đồng chọn sách giáo khoa. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quá trình thực hiện, có nơi chưa đảm bảo tối đa việc chọn sách của các trường. Vì thế, cần có sự thay đổi. Thì cũng có một số các cái cuốn sách giáo khoa do một số cơ sở giáo dục phổ thông ở trong địa bàn đó đã đề xuất lựa chọn nhưng lại không được hội đồng bỏ phiếu lựa chọn, dẫn tới là cái cơ sở giáo dục đó sẽ phải lựa chọn lại trên cái danh sách mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã phê duyệt. Chính vì vậy cho nên là cái quyền lựa chọn của giáo viên ở trong các nhà trường chưa được đảm bảo một cách đầy đủ. Và chính vì vậy cho nên là lần này thì để đảm bảo đúng cái tinh thần về mặt chuyên môn là trao cái quyền lựa chọn sách giáo khoa cho chính các thầy các cô là những người trực tiếp giảng dạy. Với chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản, chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện có 3 bộ là Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Cô Tuyết là người trực tiếp tìm hiểu và dạy theo sách giáo khoa mới trong 4 năm qua. Cô ủng hộ việc để các giáo viên, nhà trường tự lựa chọn sách cho trường mình. Khi mà mỗi nhà trường lựa chọn một bộ sách thì 2 bộ sách còn lại các thầy cô giáo có thể dùng làm tài liệu tham khảo rất là tốt. Và không chỉ với các thầy cô mà học sinh cũng có thể dùng làm những cái tài liệu học tập bổ trợ của mình. Chính vì thế nên là lợi ích nhóm thì có lẽ là sẽ được giảm nhiều, nhưng mà lợi ích của học sinh và lợi ích của phụ huynh thì sẽ được tăng lên ạ. Chúng tôi thấy rất là phấn khởi vì khi chuyển quyền lựa chọn sách giáo khoa về cho cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng sẽ nắm sát được đặc điểm tình hình kinh tế và xã hội, sự phát triển của địa phương và mục tiêu, phương pháp nội dung dạy học của từng nhà trường để có sự lựa chọn sách giáo khoa cho phù hợp. Một số đại biểu Quốc hội từng lên tiếng về tình trạng thiếu minh bạch có thể tạo thế độc quyền về sách giáo khoa ở địa phương. Theo dự thảo mới, khi quyền lựa chọn thuộc về các nhà trường, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo không xảy ra tiêu cực khi chọn sách.